với khí hậu tự nhiên thuận lợi. Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, cơ sở ươm giống cá tầm tại đập tràn Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã ấp nở làm giống thành công giống cá tầm Nga và sản xuất trứng cá đen, caviar. Hiện đây cũng là nơi duy nhất sản xuất giống cá tầm tại Việt Nam. Từ những con cá bố mẹ mình nhập về từ những năm 2007 đã nuôi nó lên và mình lấy trứng này, lấy tinh này, mình thụ tinh, mình ra ấu trùng này, và từ ấu trùng đó thì mình nuôi lên thành cá thương phẩm. Rồi từ con cá thương phẩm đó thì mình lại làm cá bố mẹ và mình lại sản xuất trứng ăn nữa. Cá con sau khi được thả nuôi ở các hồ tự nhiên khoảng 1,5 năm thì có thể có cá thương phẩm lấy thịt. Còn để lấy trứng thì cá cái được tiếp tục tuyển chọn và nuôi thêm từ 5 đến 7 năm mới cho trứng. Từng con cá đều được theo dõi giám sát bằng chip điện tử cho đến khi chúng trải qua giai đoạn trú đông. Hiện trứng cá tầm chủ yếu cung cấp cho các phân khúc thị trường cao cấp trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài vài tấn một năm. Đồng thời, mỗi năm, trang trại nuôi cá tầm tại Lâm Đồng có thể xuất được khoảng 2 triệu con cá tầm giống, cung ứng cho nhu cầu nuôi cá tầm tại các địa phương.